Xin chào mọi người nhé, mọi người ơi, mình sẽ quay giới thiệu cho các bạn mẫu ghế hạt xốp nhé. Đây là mẫu ghế hạt xốp trơn bên mình nhé các bạn. Mình hiện tại mình quay cho mình cho các bạn ba màu nhé, màu xám, màu đen và màu hồng nhé. Khi các bạn mua ghế đơn lẻ cũng được nhé các bạn. Ghế bộ của mình thì gồm có ba món nhé, một là ghế lớn này, hai là gối vuông và ba là đôn nhé. Bên trong có lót xốp đầy đủ rồi nhé, gối thì đã có bông đầy đủ rồi nhé các bạn. Hàng này các bạn có thể tháo ra giặt được rất chi là tiện lợi, này, có khóa tháo ra giặt được. Có một mình mà cũng có móc treo nữa, đây, nó có túi treo này các bạn này. Đấy, thì khi không dụng các bạn có thể treo lên rất chi là tiện luôn nhá. Mình quay như thế nào thì các bạn sẽ nhận hàng y như vậy thôi. Size này là size to nhá, 90 1m2 nhá, màu rất chi là thoải mái nhá các bạn. Thôi mình quay một đoạn vậy thôi, các bạn cần đặt màu sắc hoặc kích thước theo yêu cầu thì inbox cho shop nhá. Mình cảm ơn các bạn, mình chào các bạn.